Chào anh chị và các bạn, hôm nay Vicky Shop xin giới thiệu với các anh chị và các bạn về cách lắp sim cho mẫu đồng hồ thông minh A28 của anh chị nhé. Thì hiện tại cái mẫu này á, thì cách lắp sim nó có khác hơn so với một số mẫu mà như chúng ta đã gặp, đó là I92 này, HW11 và các cái dòng video call, hay là cái mẫu NK60. Thì cái mẫu này hoàn toàn khác anh chị nhé. Cái mẫu này á là lắp sim với sim là sim cử, lắp sim với sim cử vừa các anh chị ạ, không phải là sim, không phải là cái loại là size nhỏ các anh chị nhé, mà nó là lắp theo cái sim cử vừa. Chúng ta biết là trong cái mẫu A28 thì có hai màu các anh chị nhé, đó là màu xanh tím và màu hồng tím, rất là ok, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, các bé treo lên rất là thích, nhìn rất là sang, rất là đẹp luôn, nhìn rất là thông minh đúng không ạ, rất thích ạ. Bây giờ shop sẽ hướng dẫn các anh chị là cách lắp sim nhé. Thì cái sim này chúng ta biết là có 3 cử sim đúng không ạ, thì bây giờ mình sẽ bẻ cái cử vừa các anh chị nhé. Chúng ta chú ý với chúng ta thường là bẻ cái cử nhỏ nhất đấy, nhưng mà cái này chúng ta lưu ý cho shop đó là chúng ta bẻ cử vừa. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp sim mọi người nhé. Đấy, chúng ta lấy cái túp lắp vít ở trong cái hộp ra, có sẵn ở trong cái hộp đồng hồ ra ấy, chúng ta vặn cái ốc này ra. Chỉ cần vặn nhẹ thôi là nó ra rồi ạ. Ở trong ra đây, đây chúng ta mở cái khe sim ra. Và đầu tiên mình sẽ mở cái khe sim ra. Chúng ta dùng thuốc lắp vít và mở, vặn nhẹ cái đinh ốc, chúng ta mở cái nắp này ra để lắp sim cho anh chị nhá. Đây, xịt tắt vào tí nhỉ. Rồi, thì khác với mẫu I92, I88 và mẫu các mẫu video call hay là mẫu NK60, thì các anh chị thấy là sim của đồng hồ sẽ lắp sim của mấy cái mẫu kia sẽ lắp cái cỡ sim đó là micro nano sim, tức là cử sim bé nhất các anh chị nhé. Còn đối với mẫu A28 thì mình sẽ bẻ sim ở cử vừa, tức là micro sim. Cử như thế này là cử bé nhất ạ. Bây giờ mình sẽ, đối với mẫu A28 chúng ta sẽ lắp sim ở sim cử vừa, tức là micro sim các anh chị nhé. Và nó có khác nữa, cái đặc điểm khác nữa đó là đối với mẫu này mình lắp khe sim, mình lắp sim á, với góc khuyết của sim là hướng ra ngoài, chứ không phải là đấy, mặt đấy, chúng ta ngửa cái mặt đồng lên của sim lên và góc khuyết của sim hướng ra ngoài. Chúng ta đẩy nhẹ sim. Chúng ta đẩy nhẹ sim như này, dùng thuốc lắp vít chúng ta đẩy nhẹ sim. Khi nghe tiếng tách nhẹ như thế thì các anh chị sẽ thấy là sim đồng hồ đã vào sim. Đấy, chúng ta đẩy cái nắp này lại. Cái nắp này của cái đồng hồ A28 là có răng cao su, cho nên là để chống nước anh chị nhé, cho nên khi chúng ta lắp chúng ta cẩn thận lắp cái ốc vào cho nó vừa, không, cũng không quá chặt mà cũng không lỏng quá nó rơi những cái ốc đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là khởi động đồng hồ. Các anh chị thấy là khi mà ở cái vạch sóng này đang có hình tròn màu đỏ, có nghĩa là đồng hồ nó chưa nhận sim. Còn khi hình tròn màu đỏ ở cái vạch sóng này đã mất thì có nghĩa là đồng hồ đã nhận sim các anh chị nhé. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể là xem tự nhiên tiện nhé. Vậy bây giờ chúng ta đã lắp xong sim các anh chị nhé. Bây giờ chúng ta có thể test thử cái phần là gọi, để mà gọi vào, tức là để vào danh bạ để mà tìm số để gọi nhanh ấy, thì các anh chị là phải cài đặt lưu danh bạ, còn ở đây là đồng hồ chúng ta chưa lưu, cho nên chúng ta sẽ có thể gọi bằng cách là quay số. Đây chẳng hạn như là Vicky Shop sẽ thử gọi cho cái số hotline của shop nhé, 0339 27.
2, 1, 7, 1. Đó. Bây giờ anh chị thấy này. Sắp đã tiến hành hướng dẫn cách cài đặt SIM cho mẫu đồng hồ A28. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo.